Văn miếu Quốc Tử Giám những ngày này xuất hiện nhiều hơn những bộ đồng phục của các em học sinh cấp 2. Bút, sách, thước kẻ, những vật dụng được dùng trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới đều được em Phan Mạnh Cường, học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Phương, mang tới đây để cầu xin cho mình được thuận lợi trong kỳ thi. Theo quan niệm thì đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam thời xưa. Thì em cũng muốn đến đây để cầu may, lấy may để có được sự thoải mái, thành công, sự tự tin nhất trong kỳ thi các bạn. Những sĩ tử đầy sự thành tâm, khấn lạy tại đây với đầy đủ lễ lạt, kỳ thi càng tới gần, có thể đây là một cách để củng cố thêm lòng tin và bớt đi sự căng thẳng sau suốt thời gian miệt mài ôn tập. Em cũng rất là cố gắng chăm chỉ, học hành, kiên trì với mong muốn là em có thể cố gắng quyết tâm thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Thật nhiều nỗ lực, chăm chỉ và một chút may mắn là những gì mà các em học sinh này đang cố gắng để có thể bước qua kỳ thi vào 10 vô cùng cam go.